Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này và đưa ba ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu: Lạy thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Nếu thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài và có tiếng từ trong đám mây rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy thế, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần chạm đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về những việc đã thấy cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng Chúa biến hình này ít nhất trong một năm hai dịp lễ. Một dịp lễ vào lễ Chúa biến hình ngày 6 tháng 8, thì cái lễ đó món đến dung nhan của Thiên Chúa tỏ rạng ra. Nhưng mà ngày hôm nay là Chúa Nhật thứ hai mùa chay, giáo hội lại cho chúng ta nghe bài tin mừng này thì có mục đích gì? Anh chị em biết là trong mùa chay thì đỉnh cao của mùa chay chúng ta đang sống sẽ dẫn đến Tam Nhật vượt qua, tức là tuần thánh 3 ngày, thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh cho đến Chúa Nhật phục sinh. Thì cái đỉnh cao đó chúng ta sẽ cùng nhau tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa. Và chính sự chết và sống lại của Chúa này là nền tảng, là căn bản của đức tin Công giáo. Thế thì bài tin mừng hôm nay nói lên cái gì? Nói lên khuôn mặt của Đấng sẽ chịu khổ nạn rực rỡ vinh quang như hôm nay. Anh chị em thấy là hôm nay Chúa Giêsu trên núi cao, Ngài biến hình trước mặt các môn đệ, và đến độ mà Phêrô ngưỡng mộ sung sướng quá: Chúng con xin ở đây luôn, làm ba đều, một cho thầy, một cho Elia và một cho Môi-se. Nhưng mà cái điều quan trọng là thế này anh chị em, bây giờ Phêrô thấy cái khung cảnh nó sáng chói vinh quang như vậy, thì cái điều có chỗ nào? Lúc bây giờ từ trong đám mây có câu nói này: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nếu các ngươi mà trông thấy cái vinh quang tỏ rạng, mặt người sáng như mặt trời, áo người như tuyết như thế, bởi vì người là con Thiên Chúa, là con của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đây là con Thiên Chúa, rực rỡ quá sức, quá rực rỡ. Nhưng anh chị em rất thân mến, cũng con người này, trong cuộc khổ nạn của Ngài trên thánh giá kia, bê bết máu, khuôn mặt tràn đầy những vết thương trầm trọng, đến độ là ba môn đệ này sung sướng đến như thế nào, thì Phêrô là một trong những người trốn cùng con người ấy. Bây giờ một cuộc biến hình khác, một cuộc biến hình bê bết máu, một con người mà có thể nói là xa tránh Chúa Giêsu. Nhưng anh chị em rất lạ, trong bài tin mừng hôm nay thì tiếng từ trời nói: Đây là con ta yêu dấu, tức là con Thiên Chúa. Thì trong cuộc khổ nạn của Ngài trên thánh giá kia, anh chị em biết là khi tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn của Chúa, tức thì máu và nước chảy ra, thì khi Đức Chúa chết rồi đó, thì rất là lạ, anh chị em rất là lạ. Chính cái thằng giết Chúa, thì khi nó thấy máu và nước chảy ra, anh chị em mới nói sao? Ồ, người này là con Thiên Chúa, giết nhầm rồi. Cùng một sự kiện, cùng một con người vinh quang, Chúa Cha nói đây là con ta, tức là con Thiên Chúa. Còn kẻ giết Chúa, khi giết Chúa rồi đó, thì kẻ giết Chúa ấy mở mắt ra thấy, ồ, người này là con Thiên Chúa, nhầm rồi. Anh chị em rất thân mến, chúng ta cũng vậy. Cuộc biến hình của Chúa hôm nay soi sáng cho cuộc biến hình của mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta xét về một khía cạnh nào, chúng ta đang ngồi đây cũng con người này, mỗi chúng ta cũng con người này. Ai trong nhà thờ của chúng ta này, chúng ta chưa từng bao giờ đau khổ? Ai trong nhà thờ này, chúng ta chưa từng bao giờ có những lúc vinh quang? Cũng cái vinh quang, cũng cái đau khổ ấy,
cũng là con người chúng ta đón nhận. Nhưng mà rất là lạ này, chúng ta hay dừng lại ở cái thành công và cái vinh quang của chúng ta, mà chúng ta dễ khước từ cái đau khổ của chúng ta. Nhưng tôi xin thưa anh chị em rất thân mến, khi chúng ta vinh quang thực, điều đó là điều chúng ta thích, nhưng cái giá trị của cái lúc đau khổ nó lớn hơn cái giá trị vinh quang. Tôi rất là nhớ cái câu chuyện của một bà mẹ. Bàn tay của bà trau hết tất cả lại, gồ ghề xương sẩu. Thế thì đứa con nó về, nó mụ mẫm hết sức, nó mụ mẫm, mập mạp hết sức, nó làm thành công giám đốc công ty, mụ mẫm, mập mạp, ăn uống tròn, bàn tay tròn như quả chuối vậy, như nải chuối ngự vậy. Về nhà, mẹ ơi, sao mẹ gầy guộc thế này, sao mẹ gầy thế này? Bà nắm tay thằng con và đặt trên cái bàn tay của bà ấy. Bàn tay của bà ấy toàn là xương sẩu, trau hết cả da vào, gân guốc nổi lên. Bàn tay của thằng con như nải chuỗi ngự lên. Bà nói thế này: con ạ, bàn tay này nó trau lại, nó gồ ghề để cho bàn tay của con mụ mẫm. Mẹ đã biến đổi và mẹ đã vắt hết sức của mẹ. Mẹ đã kiệt sức tất cả những gì mẹ cho con hôm nay. Và sự biến đổi của con mập mạp tròn đầy căng phồng thế này là khi đó mẹ đã cho hết rồi con ơi. Chính lúc khi chúng ta cho hết rồi, chúng ta trau lại chẳng còn gì nữa, lại là cái giá trị lớn nhất của cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà rất là khổ cái như vậy anh chị em. Anh chị em rất thân mến, chúng ta thường nhìn cái thành công mau qua của con người hơn là chúng ta thấy cái giá trị của cái việc biến đổi mà chúng ta đang hy sinh nỗ lực hàng ngày của chúng ta đây. Và chính cái đó nó giữ lại, cái đó là làm chuyển nở. Xin thưa anh chị em, cái thành công nó mau lắm, mau lắm. Mà rất là lạ cái này này, tôi cũng nghiệm thấy một chút như vậy anh chị em ạ. Là khi người ta vỗ tay, người ta chúc mừng mình, vui vui, lúc bây giờ thích vậy. Nhưng mà xong nó quên đi. Nhưng mà cái khổ á, mà cái gì nó vững của mình á, nó trầm ngâm lắm, nó lâu lắm, nó thâm thúy lắm, nó giữ lại hoài. Và khi chúng ta vượt qua, chúng ta sống cái đó rồi, chúng ta cảm thấy hạnh phúc lắm, mà nó nuôi dưỡng mình lớn lao lắm. Bài tin mừng hôm nay cũng một con người Giê-xu ấy, trong vinh quang, trong chớp loáng, các môn đệ muốn dừng lại, nhưng trên thập giá đó chính là đấng cứu độ chúng ta, đó chính là đấng đã đổ máu ra để cứu độ chúng ta. Vậy tất cả chúng ta hôm nay cũng vậy, Chúa cũng ban cho chúng ta những lúc được an ủi niềm vui. Nhưng những con người này, chúng chính chúng ta được mời gọi sống cái giá trị của một nỗ lực hy sinh trong cuộc đời. Và cuộc biến đổi ấy là cuộc biến đổi giá trị, làm nên sự phong phú của chúng ta và làm sự phong phú của con người. Chúng ta đừng bao giờ, anh chị em đừng bao giờ nghĩ những cái đau khổ và những hy sinh của chúng ta mau qua. Bởi vì những đau khổ và hy sinh đó đang làm chuyển nở những điều mà chúng ta ấp ủ, chúng ta nuôi dưỡng. Và đó cũng chính là niềm vui của chúng ta, đó chính là sự sống của chúng ta, là hướng đi của chúng ta trong mùa chay thánh này. Xin Chúa thương ban phúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.